vườn để chạy quả cà với muối ăn nha.
rau. Rổ rau lang các bạn nhé. Như thường lệ các bạn đã xem, nhớ ủng hộ cho mình bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ và mình xin like nhé. Mình bây giờ sẽ đây, hẹn các bạn video sau, mình tiếp tục.